nghe tiếng bo rồi. Quá đã luôn anh em. Anh em được nghe tiếng bo. Đổi không khí, hello anh em. Lâu lâu đổi không khí một xíu ha. Cho anh em ngắm siêu xe ha. Này là Ferrari nè. Rất là đẹp. Cho anh em ngắm Ferrari. Đẹp không? Chừng nào mới có tiền mua xe anh em. Nó đẹp quá trời đẹp. Nội thất bên trong nè. Thì anh em biết không, thì có những dòng mà siêu xe như vậy á, thì cái nội thất của nó sẽ thiết kế rất là đơn giản, không giống như những dòng xe sang như con xe này nè. Con xe Bentley, mình với anh mình đi mua con Bentley đó, thì nó là dòng xe sang thì nội thất nó sẽ rất là đẹp, nội thất nó sẽ rất là đẹp nha anh em. Đó, này quay bất chợt nên mình không có đem mic đem gì cho anh em hết, tại đi mua xe rồi quay cho anh em thôi. Đó, nội thất nó rất là đẹp, nó là dòng xe sang. Để quay qua đây cho anh em xem. Đó, dòng xe sang. Thì nói về kinh nghiệm của ô tô mình không có rành đâu, mình không có rành gì hết á, quay cho anh em coi thôi ha, biết sơ sơ thôi. Đẹp. Này là dòng xe sang ha, Bentley. Con này giá thị trường nó tầm mới á, hồi đó mới hình như 8 tỷ. Bây giờ giá cũ nó tầm 2-3 tỷ vậy thôi anh em. Còn con này mới mắc nè, 8-9 tỷ. Đẹp không? Chúc cho anh em nghe tiếng bô. Thì nội thất của những dòng siêu xe này á, thì nó rất là đơn giản. Nó đơn giản để cho mình đạt cái dòng vận tốc cao. Nó không có đầu tư vào cái công nghệ nhiều nha anh em. Nếu như muốn công nghệ thì phải đi những dòng xe sang. Còn những con này tốc độ giống như anh em biết chiếc H2 đó, H2 nó là super chạy siêu nạp đó, thì đâu có công nghệ gì đâu, đâu có công nghệ gì nhiều đâu. Đó, đầu tư vào tốc độ thôi. Mấy con này là đạp mô tô tuổi. Thì luôn mô tô tuổi. Mấy con này là chạy ngoài 300 không. Đó. Qua đây là con McLaren. Đó. Đẹp không? Lâu lâu có dịp mới quay cho anh em được thôi. Nhìn cái mâm đó nè, mâm Racing Boy. À, mâm chữ V. Mâm chữ V của CBR. Má, một cái mâm này thôi là mua chắc mấy chục con CBR. CBR 150 nha. Đẹp không? Quá đẹp. Này là mở cửa hình như ở trong đây nè. Này mở cửa là phải đây là bạn của mình là cũng là người bán xe luôn nha anh em. Hiện tại là đang bán những dòng xe gì ta, bán những dòng xe luxury và supercar. Có đang bán những con dòng tầm trung như Mạc, BMW rồi có bạn. Đó, cho anh em nghe tiếng bô của McLaren. Con này hiện tại giá mấy tỷ rồi? Hiện tại mình đang bán là 465 ngàn. 465 ngàn, tính ra là gần 10 tỷ. 9 tỷ. 9 tỷ. Cho anh em nghe tiếng bô rồi. Quá đã luôn anh em. Anh em được nghe tiếng bô. Quay cái khoang nội thất đây. Đây là nội thất của siêu xe nè anh em. À, để quay cận cảnh cho anh em xem. Thì nói chung là nó nghiêng về tốc độ á, cho nên nó sẽ không có nhiều cái công nghệ mà anh em đi trên những dòng xe sang nha. À, rất là đẹp. Logo rất là đã luôn, nhìn rất là tuyệt vời. À,
ghế sau nữa. Không có ghế sau, lộn với lại con Bentley rồi, không có ghế sau. Đó, đẹp. Còn xuống. Đây có hình chiếc xe luôn, thấy không? Đó, đẹp luôn. Rồi, trả lại xe. Đây à. Đây à, hai cánh nó bay lên trời rồi, thấy không nè. Thấy chưa? Đẩy xuống. Đó. Quá tuyệt vời. Nhìn nó đẹp hơn em không? Biết chừng nào mới mua được anh em? Biết chừng nào mới mua được con xe không vậy? À, quay cho anh em xem hả? À, tuyệt vời. Nhìn cái showroom nó đẹp quá hơn em ha. Theo mình thấy là showroom này thiết kế rất là đẹp luôn. Thoáng, mát, đẹp tuyệt vời luôn á. Đúng là giờ đang chết con Bentley anh em. Nếu như ok là lấy về luôn á. Chết con Bentley. Chết xong con này á, chết xong con này ví dụ như nếu ok tất cả luôn á thì về quay clip review sao cho anh em xem. Thì mua những con xe này thì phải có kỹ thuật, rồi nhân viên kỹ thuật người ta chết nè, chết bằng máy anh em.